Hello, xin chào tất cả mọi người và chúng ta lại gặp lại nhau trong phòng kỹ thuật laser tại DK. Và trước ống kính máy quay là một chị khách hàng quyết định đi một quãng đường khá là xa xôi từ tận Hải Phòng lên đến DK để có thể xóa sửa đi cặp lông mày của mình. Và trước tiên thì chúng ta sẽ cùng giao lưu với chị nhé. Dạ, em chào chị ạ. Rồi, chào bạn. Vâng, chị Thúy ơi, chị có thể giới thiệu một chút về tình trạng lông mày ban đầu của mình được không ạ? Và lý do chị quyết định đến với DK ạ? Xong lông mày cách đây khoảng 10 năm rồi. Và cổ lông mày của mình thì nó xanh và khá là to, mực khá đậm và chỗ xanh nhiều. Thì mình đã từng xóa, nghĩa là gần đây ấy, cách đây khoảng 1 năm thì mình đã thử đi bắn xóa đi ấy. Nhưng mà khi mà đi đến cái nơi xóa ấy, thì nó bị bắn thì mình rất đau, không thể chịu được. Nên là mình có bắn vài vết, các bạn có thể thấy là nó có vết loang loang trắng ấy. Đúng rồi, sẹo và có sẹo. Thì mình dừng lại không bắn nữa. Thì sau khi mà thấy, khi mà đi Facebook ấy, lướt Facebook thì mình có thấy đi cây ấy, thì mình có vào xem và thấy là công nghệ của bên mình thì khá là hiện đại ấy, mới đấy. Thì mình lên đây và với như bạn chuyên gia bán cho mình thì mình cảm thấy là nó không đau, mình chịu được. Còn trước mình không chịu được nên mình bây giờ mình mới xóa. Đấy là lâu rồi. Như vậy là chuyên gia đã vừa thực hiện xử lý cái lớp mực trổ đỏ cũ cho chị đúng không ạ? Thì lần này chị cảm giác là nó rất là nhẹ nhàng hơn so với lần cũ đúng không ạ? Thì chắc hẳn là chị cũng đang rất là mong chờ để có một cái cặp máy mới hơn đúng không ạ? Tại vì mình phải mang một cặp mày gọi là hơi thảm họa một chút này cũng khá là lâu rồi đúng không chị? Đúng rồi, rất là lâu rồi. Vâng, vậy nên hôm nay mình quyết định đi một quãng đường xa như thế thì em sẽ không làm mất thời gian của chị nữa nhá. Em sẽ mời chuyên gia bắt đầu thực hiện laser cho mình luôn ạ. Cảm ơn ạ. Và như chị Thùy có nói thì tại DK đang sử dụng công nghệ là siêu laser Bicomax 2022. Đây là một trong những công nghệ hiện đại nhất trong dòng laser hiện nay. Và công nghệ siêu laser Bicomax 2022 là công nghệ được chuyển giao độc quyền cho DK với tập đoàn Bicosecond. Với công nghệ này thì chúng ta sẽ được rút gọn gấp 4 lần thời gian xóa xăm. Và đặc biệt là khi tia laser tác động thì sẽ chỉ phá vỡ đi cấu trúc hạt mực, không hề làm tổn thương cái vùng da lông mày như những cái laser cũ bạn nhé. Đó, thì chúng ta có thể so sánh. Vâng ạ, thì chị Thúy ơi, mình sẽ xem kết quả sau khi mình thực hiện hút một bên nhé. Chị mở mắt chậm chậm một chút nhé, không mà đèn nó sẽ hơi chói một chút ạ. Chị cảm thấy như thế nào với kết quả này ạ? Mình thấy là hài lòng ạ. Hài lòng ạ? Vâng, nghĩa là quan trọng nhất là nó có thể không bị đau nhưng không mình chịu được đúng không? Vâng. Nó khác hoàn toàn so với lần trước của mình đúng không chị? Đúng rồi. Vâng. Thế là quãng đường mình đi hôm nay có xứng đáng không ạ? Xứng đáng. Vâng, thì bây giờ chuyên gia sẽ thực hiện lớp này còn lại cho chị nhé. Đó, các bạn có thể nghe đây là những chia sẻ rất là thật tình của khách hàng của DK. Bởi vì toàn bộ những live stream của DK thì sẽ là đều xin trực tiếp những ý kiến và phát trực tiếp cho khách hàng để xem. Bởi vì DK muốn truyền tải những gì thật nhất và những công nghệ hiện đại nhất đến với khách hàng để mang lại những kết quả cao nhất mà khách hàng vẫn có thể an toàn làm đẹp. Và đặc biệt trong thời gian này thì DK đang có chương trình là giảm giá lên đến 40% cho dịch vụ laser, áp dụng từ ngày 23 tháng 4 đến ngày 9 tháng 5 năm 2022 nhé. Đây là chương trình mừng đại lễ, cho nên là chúng ta nếu có vấn đề gì về mày môi mí thì hãy nhanh tay để có thể chớp lấy cái cơ hội làm đẹp này. Và bây giờ thì mình sẽ xin kết thúc live stream tại đây để chuyên gia có thể dặn dò cho chị Thùy để chị Thùy nhanh nhất có được một cặp mày mới như mong muốn nhé. Xin chào và hẹn gặp lại.